các bạn. Hôm nay mình học viên Trang Huy lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt thành phần hàng giả của sữa đậu mặn Innisfree trà xanh. Đây là dòng sữa đậu mặn đang bán rất chạy trên thị trường. Nó phù hợp với những người da dầu và hoặc là da hỗn hợp. Rửa các lớp sạch nhưng sau khi rửa xong thì các bạn sẽ không cảm thấy khô da. Nó thành phần rất là tốt cho da, thiên về tự nhiên. Thế thì hiện tại trên thị trường đã có hàng nhái của cái sữa đậu mặn Innisfree trà xanh này. Như các bạn thấy là trên tay của mình đang cầm cái tuýp sữa đậu mặn hàng Quick. Thì là về ngoại hình thì các bạn thấy là không có nhiều đặc điểm khác nhau nhiều quá. Về màu sắc rồi là diện tích, về chiều cao chiều rộng thì không có khác nhau. Nên nếu như các bạn có cầm trên tay một sản phẩm hàng giả như thế này thì các bạn sẽ thực sự là không thể nào phân biệt được. Bản thân mình khi cầm trên tay mình cũng rất là ngỡ ngàng, tại sao nó giống hàng thật đến mức độ như thế. Nhưng mà khi mà mình so sánh như này, để hai cạnh, để hai cái loại sữa đậu mặn cạnh nhau thì mình thấy là gì, có những cái đặc điểm khác nhau sau đây. Về cái mặt trước của sữa đậu mặn Innisfree trà xanh thì các bạn thấy là không khác nhau gì cả. Về cái chữ, nội dung chữ và cái bố cục đều giống y như nhau. Có khác là khác ở phía sau của tuýp sữa đậu mặn. Các bạn nhìn nhé, các bạn nhớ này, thứ nhất là cái sữa đậu mặn hàng chính hãng thì ở mép của cái sữa đậu mặn này, ở mép của sữa đậu mặn thì nó có dập cái hạn sử dụng của sản phẩm. Thì ở trước của cái hạn sử dụng này có chữ EXP, còn hàng giả thì không có cái chữ EXP. Thì đấy là một đặc điểm rất là dễ nhớ và dễ cách dễ phân biệt. Cái chi tiết thứ hai này các bạn nhớ này, đi vào nội dung bố cục của cái tuýp sữa đậu mặn thì mình thấy là gì, thứ nhất hàng chính hãng ấy, cái biểu tượng tái sử dụng ấy, thì nó nằm ở phía cuối cùng của cái tuýp sữa đậu mặn này, nằm ở đây ạ. Còn hàng giả thì nó lại nằm ở giữa. Cái chi tiết thứ ba nữa này, cái nội dung của công ty Innisfree trang web, cái dung tích 150ml và nơi sản xuất made in Korea, quả hàng chính hãng ấy, thì họ đặt ở phía cuối cùng của tuýp kem. Còn hàng giả thì nó lại bố cục là gì, nó nằm ở giữa. Thì mình chưa thể nói đến vấn đề là cỡ chữ và cái nét chữ đâu, thì bởi vì là như mắt mình thấy thì là cái hàng chính hãng thì nét chữ rất là nét, chữ nào ra chữ đấy. Còn hàng Trung Quốc thì nó nét chữ thì hơi mờ và nhòe. Nhưng cái nét chữ này thì khó lắm, sẽ rất là khó để các bạn nhớ. Hôm trước thì có một bạn đã chat và nhờ mình tư vấn về một sản phẩm về cách phân biệt hàng giả. Thì bạn ấy có hỏi mình là tại sao không hướng dẫn các bạn cách phân biệt bằng việc trích mã code trên phần mềm điện thoại. Thì mình cũng nói luôn là tại sao ở những clip trước mình không hướng dẫn các bạn cách check code, bởi vì là sao ạ? Tất cả những sản phẩm trước mình phân biệt cho các bạn và đến sản phẩm sữa đậu mặn Innisfree trà xanh này nữa thì cái mã code này mình đã check trên điện thoại rồi. Hàng giả vẫn ra code bình thường, vẫn đăng code nhé. Thì các bạn biết rằng là những cái chi tiết chữ này họ còn làm nhái được thì có cái lý do gì mà cái dòng chữ số này mà người ta không làm được. Nên các bạn đừng có tin tuyệt đối quá vào cái phần mềm check mã code trên điện thoại nhé. Bởi vì cái sản phẩm hàng giả vẫn check code ra bình thường. Và hiện tại bây giờ mình có một bạn nói rằng là bạn mua hàng trên mạng và bạn ấy, cái shop mà bán cho bạn cái sản phẩm đó thì bạn shop của nó là cam kết là hàng chính hãng và check code là hàng chính hãng. Nhưng mà khi mà bạn ấy mua về bạn vẫn check code được nhưng đó lại là hàng giả. Nên mình dám khẳng định với các bạn gì, cái việc check code mà phân biệt được hàng giả là không đúng. Các bạn chỉ cần lưu ý cho mình những cái chi tiết mà mình vừa hướng dẫn là chắc chắn là những cái chi tiết đó là sẽ giúp các bạn là phân biệt được đến phải được 99% cách mà phân biệt được hàng giả. Hiện tại thì hàng giả nó đang có cái mẫu là như thế này, nhưng mình nghĩ là nó sẽ không có thay đổi nữa đâu. Nếu như có thay đổi thì mình sẽ làm một clip khác để hướng dẫn cho các bạn. Vậy vì vậy là nếu như bạn nào quan tâm đến cái việc phân biệt hàng thật hàng giả thì các bạn hãy click vào cái mục chữ đăng ký ở phía dưới của cái video này, thì
và các bạn sẽ cập nhật được tất cả những clip nào mà shop đưa lên. Từ đó các bạn sẽ có một cái kiến thức để bảo vệ các bạn khi đi mua hàng. Thì cái đây là tip trang kem sơn mặt về mỹ phẩm Victory. Tại sao chúng tôi phải làm những clip này? Bởi vì chúng tôi thứ nhất là muốn giúp cho các bạn, để bảo vệ cho các bạn. Cái vấn đề thứ hai chúng tôi muốn khẳng định rằng là gì? Tất cả những sản phẩm của chúng tôi đều là chính hãng 100%. Và chúng tôi tự tin một điều rằng là bất kỳ khách hàng nào đã đến hoặc là lần đầu tiên đến với mỹ phẩm Victory đều chắc chắn sẽ quay lại với chúng tôi. Và các bạn sẽ khó tìm được một cái địa chỉ mua sắm nào bán hàng uy tín, đáng tin tưởng và có tâm như mỹ phẩm Victory. Khi đến đây các bạn sẽ được chuyên viên soi da này, tư vấn về da này, để giúp các bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với da của mình. Ngoài ra chúng tôi cũng có cả một không gian sưu tập những cái hàng nhái, hàng giả để giúp các bạn, hướng dẫn các bạn cách để nhận biết được những sản phẩm và hàng thật, hàng giả trên thị trường. Và vì vậy dù các bạn ở miền Bắc hay miền Nam thì rất mong các bạn theo dõi và ủng hộ cho mỹ phẩm Victory để chúng tôi có thể xây dựng một cái thương hiệu mỹ phẩm dành cho người Việt, bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp cho phụ nữ Việt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.